Yếu tố số 3 đó là ăn đúng thời gian. Đã có 3 nhà khoa học được giải Nobel bởi vì họ đã tìm ra được cái gen điều khiển cái nhịp sinh học. Và họ phát hiện ra là cái nhịp sinh học của mình nó tuân theo cái nhịp của trời đất, nhịp 24 giờ. Và khi mà mặt trời mọc thì cơ thể chúng ta sẽ rất là tập trung để tiêu hóa thức ăn, để tạo ra năng lượng cho chúng ta có thể hoạt động vận động. Còn khi mà mặt trời đã lặn thì lúc này cơ thể chúng ta lại ưu tiên cho quá trình phục hồi sửa chữa. Vì thế nên khi mặt trời lặn thì tất cả những enzyme, những cái hormone, những cái men tiêu hóa của chúng ta nó sẽ hoạt động rất là kém. Và chúng ta có thể ăn đúng một cái lượng thực phẩm như vậy, cũng đúng chủng loại như vậy, nhưng mà cái nguy cơ tích mỡ nó lại tăng lên 20-25%. Ngay cả những cái nguy cơ gây tổn thương đối với cái hệ tiêu hóa nó cũng nhiều hơn so với việc bạn ăn khi mà còn ánh nắng mặt trời. Và tôi cũng thường hướng dẫn cho học viên, cho khách hàng của mình là sẽ hoàn thành cái bữa ăn cuối cùng vào trước 18 giờ. Nó không chỉ tốt trong cái giai đoạn mình đang muốn đốt mỡ và giảm cân, mà nó còn tốt cho sức khỏe của mình về lâu về dài và còn giúp cho bạn trẻ hóa cơ thể nữa đấy. Tại vì chính cái thời gian buổi tối để mình có thể được khôi phục, sửa chữa những tổn thương cũng chính là cái thời gian để mà bạn có thể loại bỏ những cái gốc tự do và tế bào sẽ được bảo vệ tốt hơn, bạn sẽ trông trẻ trung và tươi tắn hơn. Thứ tư là bạn phải ăn đúng chủng loại. Đúng chủng loại ở đây có nghĩa là đa dạng thực phẩm. Thực phẩm được chia thành 8 nhóm khác nhau thì chúng ta sẽ ăn từ 5/8 nhóm thực phẩm như vậy. Thứ tư là chúng ta phải ăn đúng chủng loại. Ăn đúng chủng loại ở đây có nghĩa là bạn cần phải tôn trọng yếu tố đa dạng thực phẩm. Thực phẩm được chia thành 8 nhóm thì chúng ta mỗi ngày phải ăn từ 5/8 nhóm đấy. Không nên dồn các cái loại thức ăn vào chung một hoặc hai nhóm. Điều đấy khiến chúng ta vừa bị ăn dư thừa mà lại còn tăng nguy cơ thiếu hụt những cái chất dinh dưỡng mà lẽ ra chúng ta có thể thu nhận được cho cơ thể thông qua cái việc ăn đa dạng. Và cứ mỗi một ngày bạn sẽ cần phải ăn 15 các loại thực phẩm khác nhau. Nếu có ít thì cũng nên là 10 loại thực phẩm khác nhau. Nào, hãy cho tôi biết xem là gia đình bạn có đang ăn đa dạng thực phẩm như vậy không? Bạn để ý mà xem nhé. Chỉ cần chúng ta ăn đa dạng thực phẩm thì rất là khó để mà chúng ta ăn một loại quá nhiều. Cứ mỗi thứ một tí cũng làm cho chúng ta no bụng rồi. Vì cái thể tích dạ dày của chúng ta là nó có hạn nha. Ngay cả với những người mà thừa cân béo phì nặng á, mà người ta có những cái dạ dày bao tử rất là bự, thì nếu mà mình cứ ăn ít lại thì nó cũng sẽ giúp cho dạ dày có thể thu hẹp lại dần dần. Tất nhiên mọi thứ mà để nó quá đà đi thì nó rất là khó để xử lý. Và người Việt Nam của chúng ta thì đa phần á, là đang ở trạng thái thừa cân thôi, chứ số lượng người béo phì chưa có quá nhiều. Cũng giống như cứu hỏa, chúng ta sẽ cứu hiệu quả khi mà đám cháy mới lan ra thôi. Còn để mà đám cháy to hết, cháy hết ra cả gian bếp, ra cả nhà rồi thì nhiều khi có cứu được thì cũng chỉ còn cái xác nhà không. Nên thay đổi thì cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Yếu tố cuối cùng đó là bạn phải ăn đúng mục tiêu. Phải xác định rất rõ xem mình có mục tiêu gì. Mình đang có mục tiêu đúng là đốt mỡ. Đốt mỡ phải đốt triệt để luôn, đốt không còn một xíu mỡ nào. Cơ thể của mình phải rất là slim fit. Hay bạn muốn là da mặt vẫn căng, vẫn có tất cả số đo các vòng, có đường cong là được. Vì mỗi một người sẽ có một cái gu khác nhau, thậm chí có cả một cái tạ người khác nhau. Mình không thể nào đẹp theo tạ người của người khác được, mình chỉ có thể đẹp theo tạ người của mình. Rồi có những giai đoạn bạn sẽ tập trung vào việc tăng cơ thay vì là đốt mỡ, thì bạn sẽ phải ưu tiên ăn uống phù hợp với những cái mục tiêu khác nhau. Trong giai đoạn đốt mỡ, chúng ta sẽ tập trung toàn bộ cái nguồn lực để mà có thể giải quyết cái đống mỡ thừa. Nhưng trong giai đoạn tăng cơ, chúng ta lại phải cần tập trung nguồn lực để có thể xây dựng cái lượng cơ tăng lên. Tất nhiên hai quá trình này cũng diễn ra đồng thời, nhưng tùy từng giai đoạn mà cái tỷ lệ thiên về đốt mỡ hơn hay thiên về tăng cơ hơn nó cũng sẽ thay đổi. Vậy cái đúng đầu tiên chính là đúng năng lượng. Cái đúng số 2 đó chính là đúng tỷ lệ. Vậy là chỉ cần ăn đúng thôi, bạn đã có một cơ thể thon gọn, săn chắc, chả cần phải tìm kiếm bất kể một cái cách ăn kiêng nào khác nữa cả. Tôi mong là bạn đã học thêm được một điều gì đó từ video này. Hãy đăng ký kênh, bật chuông lên để ủng hộ tôi tiếp tục ra các video tiếp theo nhé. Và hãy để lại bình luận của bạn để chúng ta cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng. Luôn nhớ, ngày ăn một bữa thô, ăn đúng để khỏe đẹp.